Các tỉnh thành Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc nên nền nhiệt tại Bắc Bộ vẫn duy trì ở mức thấp, đặc biệt là về đêm, nhiệt độ giảm sâu, phổ biến từ 13 đến 16 độ. Riêng vùng núi cao, do điều kiện địa hình nên nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 10 độ. Còn vào ban ngày, trên khu vực phổ biến là tình trạng không mưa. Tuy nhiên trời vẫn còn nhiều mây nên nền nhiệt không có cơ hội tăng cao, phổ biến chỉ ở mức 19 đến 22 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Đáng lưu ý nhất vẫn là tình hình mưa tại các tỉnh Trung Bộ. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt tại các tỉnh Trung Bộ cũng sẽ không cao. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét ở các tỉnh phía Bắc. Nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là 19 đến 22 độ. Riêng một vài tỉnh phía Nam như là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cao hơn từ 1 đến 2 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Đi sâu vào phía Nam vẫn chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh xích đạo nên mưa tập trung nhiều tại các tỉnh thành phía Nam. Dự báo là nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Còn Tây Nguyên, mưa vẫn xảy ra rải rác. Tuy nhiên, thời điểm mưa tập trung vào chiều tối, ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 25 đến 28 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, toàn biển Đông, gió Đông Bắc chi phối, đặc biệt là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển, quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển Đông. Ngoài ra, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.